kim tự tháp. Anh em mới chế tác ra để trên xe tô các bạn này. Các bạn có thể để vị trí này này. Đây, để vị trí này. Đây, các bạn này. Và các bạn để vị trí này. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Vừa. Khi các bạn để kim tự tháp để trên xe ô tô thì hình theo các chuyên gia phong thủy thì hình dáng kim tự tháp sẽ tạo ra năng lượng dương cho xe ô tô của bạn và có thể cử được các thiết bị điện tử TV, các thiết bị điện tử từ xe, làm cho các bạn có đầu óc tinh thần thoải mái khi lái xe các bạn. Anh em kim tự tháp này anh em chế tác ra từ những viên đá thành nguyên khối tự nhiên Việt Nam mình các bạn ạ, đá Việt Nam các bạn nhé. Đây, anh em mới làm ra những kim tự tháp nhỏ nhỏ xinh xinh khá đặc biệt, rất ít các bạn biết kim tự tháp này có thể để trên xe ô tô. Trên xe ô tô các bạn ạ, vật phẩm phong thủy không thể thiếu dành cho những người hiểu biết, những khách VIP để trên xe hơi xế yêu người vợ hai của các bạn ạ. Hãy chăm chút ngôi chiếc xe của mình. Chờ đây, đá rất đẹp các bạn ạ, một viên trắng này, đây kiểu thác trắng các bạn ạ, này hồng các bạn ạ, hồng đá Việt Nam các bạn nhìn thấy những vết phè này này là hoàn toàn đá tự nhiên nhé, tiền tự nhiên Việt Nam các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy hồng không? Hồng Việt Nam này. Anh em nhà sàn chuyên chế tác các loại đá phong thủy, các vật phẩm phong thủy nhỏ nhỏ xinh xinh, các loại đá nguyên khối từ đá thạch anh tự nhiên Việt Nam. Nếu các bạn có dịp mời các bạn hãy ghé thăm anh em nhà sàn Tây Nguyên. Anh em nhà sàn Tây Nguyên nằm ngay thành phố Giang Bình Dương, cách Sài Gòn 10 km. Nếu có dịp mời các bạn hãy ghé thăm anh em nhà sàn Tây Nguyên. Xin chào và hẹn gặp lại.